Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan chợ Flea Market hay gọi là chợ trời lớn nhất ở thành phố Clearwater ở Florida ha. Thì ở đây thì trên đây trên đường đi vô thì mình sẽ để địa chỉ ở trên dưới màn hình đó. Ở đây thì một xe họ tính một xe đi vô là chỉ có $1 thôi, thì giá là rất là rẻ ha các bạn. Thì ở đây thì họ chỉ mở vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần và từ 7 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Các bạn có thấy mấy mấy em người Mỹ nó họ đứng thu tiền để mình vô cổng các bạn, chỉ $1 một xe thôi. Ở trong đây thì họ bán đầy đủ các loại trái cây được trồng ở Florida, giống như là ổi, xoài, mít, có mùa có cả trái trái na, mãng cầu, vú sữa, sầu riêng. Sầu riêng thì đa số thì họ nhập từ ở bên Thái Lan, Thái Lan qua. Thì bên tay phải của mình đây là mình thấy là những cái chỗ họ bán đồ ăn, đồ thịt nướng. Tới đây ngửi mùi thịt nướng rất là thơm. Ở bên đây thì có bán đồ Việt Nam, có phở, Vietnamese cuisine drink, phở bún bò Huế, bánh xèo, các loại. Có cả bắp luộc nữa. Ở đây thì mình thấy bán nước mía, nước smoothie cũng nhiều. Chỗ này thì có gian hàng của người người Lào. Lào bát thái, noodle, spring roll, beef jerky. Ở đây thì có bán nước mía. Nước mía làm tươi tại chỗ luôn. Nhìn thấy rất là ngon ha. Cái nước mía thì cái lò cup thì 6 đồng, cái small size thì 5 đồng. Mình thấy bán rất là giá rất là hợp lý ha. Thì cái cấp này của họ là cái cấp ăn phở nè, thì là 6 đồng.
nước mía có tắt cái chanh luôn. Nước mía tươi sạch sẽ. Các bạn nếu có tới đây thì ghé đây ủng hộ ha. Nước mía có pineapple, kumquat. Giá rất là hợp lý. Còn đây là bán trái cây đây. Chuối, ổi. Có dúi sữa. Dúi sữa thì 7 đồng 99 một phao. Cái chanh 12. Cái đỏ là 8 đồng. Cái này bao nhiêu một phao vậy chú? 12 đồng. Dúi sữa trắng 12 đồng. Cái loại chín là 8 đồng. Dạ. Thử là giá tiền, anh thử cái gì là được. Được anh thử. Ổi cho anh thử biết rồi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Mấy cái vú, mấy trái vú sữa này là trồng ở đây hay là bên Việt Nam đưa qua vậy? Việt Nam cái này trồng ở đây. À, vú sữa tím là trồng ở bên Florida. Còn cái trắng là nhập ở Việt Nam qua. Ở Việt Nam qua mắc hơn ở Florida ha. Shipping. Dạ, nó có ngon bằng không? Dạ, ngon. Ngon mà nó sao rẻ hơn. Rẻ hơn là lấy 10 trái là tặng 1 trái. Chú nói chuyện vui quá. Mua 10 trái tặng 1 trái. Còn cái này thì táo. Táo của Việt Nam thì có 6 đồng 1 phao. Táo nhà trái bự ha. Thì có thanh long đỏ, thanh long vàng. Thanh long vàng mình thấy nó ăn nó ngọt hơn ha. Dạ đây cũng thấy thêm một hàng nước mía nữa. Mía đây mình thấy cũng bằng giá vậy thôi. Fresh sugar cane juice. Thấy ly bình lớn thì 6 đồng nhưng mà nếu mà không có ai thì 7 đồng mắc hơn 1 đồng. Medium 5, small thì 4. Còn ở đây thì họ bán những cây vegetable của mình. Trái ớt, ớt tây, hành lá, chanh. Cái này là họ trồng ở vườn hết á ha. Đây thì trồng cây, bán mấy cây bonsai. Cái này bao nhiêu một cây vậy hả chú? How much? $75. Look nice. Yeah. Cây bonsai này họ để trong cái này đẹp quá hả? Những hình thuật nghệ, những cái nghệ thuật đẹp quá. Nói cây chuối này có thể ra được 1000 trái giống như vậy nè các bạn. Không biết có phải hay không. Cho mình trồng rất là lớn là mới được nhiều trái như vậy ha. Cây lá mơ. Bán đủ loại cây luôn. The lavender, English lavender. Yeah.
Các bạn này mà thích cây kiển thì ra đây mua về trồng, rất là đẹp. Wild Bird of Paradise 10 đồng một cây. Gần đây thì mình thấy họ có bán những loại cá ở đây. Có để giá đây hết này các bạn ha. Đây mình thấy có người lớn, trẻ em với baby cũng đi ra ngoài, đi vòng vòng chợ flea market, và đi để ngửi không khí trong lành ở ngoài, và cũng exercise thư giãn hay nọ. Đây cũng rất là good cho cơ thể của mình. Cái bán bông hồng. Này là cây nem tree. Nem tree mình không biết tiếng Việt của mình là cái gì ha. Này cây táo, cây ổi, ổi hồng. Cây passion fruit. À, cũng nhiều loại cây quá. Cây Buddha Hands, Sajan Tree nè. Đây là cây xoài Nam Đốc Mai. How much is this one, sir? 70, okay. That are Thai mango. Thai mango. One, two, and this American mango. Okay, the mango, yeah. So, xoài Thái, cây Thái Nam Đốc Mai thì 70 đồng. Yeah. That the Nam Đốc Mai. Yes. Nam Đốc Mai, yeah, Thai mango, yeah. Yes. Yeah. The fruit tastes good, right? Yes. Yeah, I heard about that. Yeah. When the clean, yes. It's sour. Yes. When turn yellow, it's so sweet. Oh, yeah. That's good fruit. Yes. Có cả cây lychee nữa. Oh, lychee đó ấy. Yes, yeah, lychee. Yeah, vải, yeah. How much is it? Mẹ, lychee thế này mẹ. Lychee nè. 55. Oh, 55. Yes. Good, yeah. Yeah. On wrapping. Only the sapodilla for the seed. Oh, okay, they on wrapping. Okay. Yes, uh-huh. Yeah. Did the only last one grow from the sea? That's yeah, what you say? Seed. Yeah, from the sea, yeah. This one and that one. Yeah. So it takes a long time to get big like that from the sea, right? 4 years. Yeah. This on 2.5 years. Yes. Oh, okay. So nếu mình trồng từ cái hạt cái lên thì rất là lâu. That's a bamboo wrapping. Yeah. It's a Thai bamboo. Yeah, Thai shampoo. Thai shampoo. Okay, how much is it? 150. We have a red, yeah. And green. Yeah. The green one. Green one. Green one over here. Oh, green one. This okay. This one, this a red one. Oh, they wrapping? Yes, wrapping. Yeah. Yeah. Mấy cây này cây ghép. Only sapodilla. Oh. Sapodilla from the seed. From the seed. Okay. Yeah. We have here. Yeah. $60. $60. Yes. Mm-hmm. So I heard the plant that grow from the sea last longer, right?
About the 4 years, start 4 years. Yeah. If you could take care of that one, yeah. You put the water and fertilizer or the cow manure, start 4 years. Yeah. If you don't take care about the 5, 6, 7, Fruit. Yeah. A lot of people come to let me know. Yeah. And they come to complain. They buy the form from the that old flea market over there. Yes. They buy about the 7 years. Yeah, 7 years. They don't. Long don't time have, ago, 7 years ago. Yeah, seven years ago. Yeah. He don't have the food. Yeah. I ask him. Yeah. Take care of the food. Take care. He say, no, I only the food. Oh, they didn't take care of good. They didn't put the fertilizer lines. That's like why. Like the people, you know, people need the food. Yeah, need food. Yeah. Yeah. When we take care of the body, it's a good the body. Yeah, so it make fruit, right? That's correct. Yeah. We have to take care of them well, so give us fruit. That's right. Thank you, though. Yeah, we will come back and get it. They like it. Cây mình cây mận này màu nhuận xanh, trái bự các bạn. Cái mận này họ bán là 150 một cây. Cái anh này anh người Thái nói chuyện rất là dễ thương ha. Còn phía dưới đây là họ bán chợ trời của người Mỹ. Đó. Chợ trời người Mỹ họ bán những đồ cũ này nọ. Và hôm nay mình chỉ đi coi cây ăn trái được cá đồ của Việt Nam thôi, để lần sau này mình xuống cái phía sau này của người Mỹ. Chỗ này thì bán dừa thì họ chặt tại chỗ luôn cho mình. Một trái ở đây khoảng chừng 4 đồng một trái. Đây là những cây bonsai. Đây họ cũng có bán cả quần áo nữa. Đây chắc họ bán đồ ăn bánh này nè. Hi. Looks so good. Thank you. Yeah, they're good. Yeah. Đây là những cái hàng bán đồ rau cải. Ở đây thêm cô này cổ bán những cây ăn trái của Việt Nam mình đây. Rồi cái ổi này có trái luôn nè các bạn, đã không?
Cái ổi bao nhiêu vậy cô? Cái ổi 35 đồng nha. Ồ, có trái luôn đã vậy cô này. À, ổi trắng nha. Ổi trắng là đã cô ha. Trái này nó dạng bự hay là dạng nhỏ vậy cô? Bự. Dạ, đã quá. Về trồng là có anh liền. Có anh liền dạ. Bây giờ mình trồng đất thì nó mới có đọt rồi nó mới có trái thêm. Dạ dạ. Rồi cái dừa thì 20. Ờ cái dừa cho thấy đẹp quá hả? Ừ. Dạ. Cái dừa chắc lớn lên nó cũng có trái chứ cô hả? Ừ. Dạ. Này vừa trồng nó kiển mà. Như bằng rưỡi em là bắt đầu đã trái rồi. Ồ. Oh. Rưỡi thôi. Vừa trồng kiển vừa có trái luôn đẹp quá. Dạ. Dạ. Thôi ra là xứ tượng trưng cho cây dừa. Cây dừa đúng rồi. Dạ cô nói mình đúng. Trồng vài cây cũng. Nó đẹp, nó đẹp nhà nữa. Ừ. Dạ. Dạ. Cô trồng nhiều cây quá ha cô hả? À. Cái mận của cô chừng nào nó mới là nó dùng tới mùa nó ra trái cô hả? Mận này mận chết. Tháng dạ. Năm khoảng chừng tháng 3 nè có bông. Dạ, tháng 3 có bông dạ. Là nó tới mùa xuân là nó có bông đó cô hả? À mùa xuân có bông dạ, tại dạ. Chiết cành mà em. Dạ. Nhưng mà nếu mà tới chừng tháng 3 tháng 4 cô đem ra mấy cây chắc có bông hết cô hả? Ừ. Dạ. Đã quá. Bây giờ đã có nhiều cây bắt đầu nở bông rồi. Dạ, vô mùa xuân rồi. Như dạ. Là trái vải. Dạ. Cô đang có bông. Ồ, oh, vải mà trồng ở đây được cô hả? Trời ơi, nhiều oh. Trái lắm. Đã quá cô hả? Ừ, mỗi dạ. Không chết. Nhưng mà cô cây cô có đem ra đây bán không hay là chỉ để lại nhà cô mua thôi? Cây lớn thì lại nhà chứ à. Không nổi. À. Cây dạ. Này cây chanh là có bông rồi. Dạ, à, đã quá. Chanh có bông. Có dạ. Bông dạ. Keo Savoy hả? Dạ, cảm ơn cô ha. Cây vườn em có cây nhỏ, có cây tree bush. Đây thêm một gian hàng bán trái cây nữa. Có sầu riêng, có nhãn, có trái chơi mận cầu gai. Mận cầu gai bao nhiêu một cây phao vậy chú? 9 đồng một phao hả chú? Dạ. Mận cầu gai 9 đồng một phao. Tươi rói luôn. Đây cái mận cầu gai hôm nay lớn quá này, lớn nè. Ổi đây có 3 đồng một phao thôi. Rẻ. Sambuche 2 đồng rưỡi. À, ổi chỗ này là 2 đồng thôi. Cái trái này nữa đây. Trái khế. Chỗ này thì họ bán các loại cá. Mình coi đây có cá gì ha. Cá thì mình không có rành về máy thì mình không có biết tên. Chỉ quay cho các bạn coi cho vui ha. Mình không có lớn lên ở vùng sông nước, vùng biển nhưng mình không có rành về cá hay là cây cối. Chỉ biết mấy loại thông dụng thôi. Nên cũng xin lỗi cả nhà ha. Mình nói chuyện có sao nói vậy thôi, có gì sai sót thì cả nhà bỏ qua ha. Chuối thái. Chuối thái ngon quá.
cái khế thì 2 đồng phao. Bên đây thì thêm một hàng bán cây nữa đây, cái kiển đây, cây ớt. Cây ớt này, ớt Thái này nè các bạn. Các bạn nào thích thử mua về, thử tay tay trồng của mình sao, phải đem về trồng cho nó. Mình trồng ở nhà, nhiều khi mình cần thì mình hái mình ăn luôn. Nhiều khi mình không kịp ra chợ gì đó thì nó cũng tiện ha. Mà nó cũng hay, mà lúc mà mình thấy nó cây nó ra bông ra trái, mình cũng cảm giác mình vui. Nuôi cái thành quả mình trồng được. Đây cây thăng long này, thăng long đỏ. Cả cây mận, cây cóc nữa đây. Cóc này cóc Thái đó các bạn hả? Đây là cây quất. Quất này là quất, cái cây quất ngọt đây. Đây là cây tắc đây các bạn. Dạ đây là như là mình chỗ này là chỗ anh Dân Sơn lại đây mua dừa đây, dừa tươi. Theo mình được biết, dừa ở đây thì được thu hoạch về, những người Mễ họ đi chặt dừa ở những nhà người giàu đó, họ có trồng dừa nhưng mà họ không có muốn cái dừa nó rớt xuống đất xuống nhà người ta, rồi họ nhờ mấy người này đi chặt xuống rồi bỏ đi. Nhưng mà mấy người này họ thu gom về. Như đây họ bán một trái là 3 đồng một trái lớn như vậy. Ở đây thì họ chặt cho mình luôn. Các bạn có thể uống tại chỗ hoặc là mang về. Nếu các bạn có tới đây, các bạn cũng nên uống thử dừa tươi ở Florida ha. How much is it for? 9 12 12? Okay. You don't get discount for 4? Mình trồng chặt điệu nghệ quá. Yeah. Yeah, 4 please. Yes. Can you give some meat straw, please? Sure. Yeah. Các bạn có lại đây thì lại đi mua nước dừa tươi uống đây nè các bạn. Chỉ có 3 đồng một trái thôi. Ok. Yeah, yeah, tay, yeah, go. Jimmy. Join inside, ok. Yeah. Go là người, yeah. Cái người Mễ đây. Rất là dễ thương. Yeah, thank you very much. So, cô này nói là hai trái dừa nhỏ. Trái nhỏ mà lại ngọt hơn. Yeah, can you cut them for me, please? You offer me like $2 for 2 coconuts. I say, yes, I give it to you. Okay. Can I get two, please? Okay.
cut them open for me please. Này mình thử coi, trái dừa trái nhỏ cái nó ngọt. 2 đồng, trái dừa lửa này 2 đồng một trái nha các bạn. Cô nói nó ngọt hơn. Cô cắt cho mình luôn. Mình mua có 2 trái à. Em mua 4 trái rồi. Vậy mình uống, mình thử coi, mình review các bạn cái lớn, cái nhỏ, cái nào ngọt ha. Yeah, cut please, cut open. Drink it now, yeah, yeah. Để mình đợi cái anh đó cắt cho mình trái dừa, hai trái dừa nhỏ, hai trái dừa lửa, cái nó giống dừa lửa Việt Nam mình đó, thấy không? Ở đây tiền là họ chặt cho mình tại chỗ luôn, rất là tiện lợi. À, bây giờ mình thấy mẹ mình gọi, chắc là đi gọi ra xe rồi, bắt đợi nhưng mà xe lâu rồi chị. Ok. Yeah, thôi xin chào các bạn, thì giờ mình trưa rồi, mình chuẩn bị về đây, thì mình hẹn các bạn về cái video tiếp lần sau ha, có gì mới mình sẽ quay lên cho các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.